Báo Hàn Quốc dự đoán hai đội bóng vào chung kết AFF Cup 2020. Truyền thông Hàn Quốc tin rằng trận chung kết AFF Cup 2020 sẽ là trận hội ngộ thú vị giữa tuyển Việt Nam và Indonesia. Ở vòng bán kết AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với đại kình địch Thái Lan, còn Indonesia chạm trán với đội chủ nhà Singapore. Nhận định về vòng đấu này, tờ Sports Việt Nam của Hàn Quốc dự đoán chung kết AFF Cup 2020 sẽ là màn tái đấu giữa Việt Nam và Indonesia và hai huấn luyện viên người Hàn Quốc là Park Hang-seo và Shin Tae-yong sẽ có màn so tài đầy thú vị. Tờ báo của Hàn Quốc có bài viết phép thuật Hàn Quốc ở AFF Cup 2020. Hai huấn luyện viên Park Hang-seo và Shin Tae-yong sẽ hẹn nhau ở trận chung kết. Trong bài viết, tác giả bài báo nhấn mạnh, hai huấn luyện viên Park Hang-seo và Shin Tae-yong đã thành công khi giúp đội tuyển Việt Nam và Indonesia có mặt ở vòng bán kết AFF Cup 2020. Những người hâm mộ Hàn Quốc đang quan tâm liệu chăng có trận đuôi Hàn Quốc ở trận chung kết giải đấu này hay không. Indonesia của huấn luyện viên Shin Tae-yong đã có cú nhảy vọt ở AFF Cup 2020. Họ thậm chí đã vượt qua cả đội tuyển Việt Nam để dẫn đầu bảng B. Hàng công của Indonesia đã thi đấu tốt ở vòng bảng khi ghi tới 13 bàn thắng. Trong quá khứ, đội bóng xứ vạn đảo chưa từng giành chức vô địch AFF Cup. Thay vào đó, họ có tới 5 lần về nhì. Chính vì vậy, lần này, đội bóng đang rất muốn làm nên lịch sử cùng huấn luyện viên Shin Tae-yong. Trong thời gian qua, ông đã nhắc nhở các học trò đừng hoảng sợ trước bất kỳ đối thủ nào và cần thể hiện tinh thần chiến đấu cao nhất. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo đang là đương kim vô địch giải đấu. Họ sẽ có thử thách lớn khi đối diện với đội tuyển Thái Lan ở vòng bán kết. Tờ New News cũng có bài viết, hai huấn luyện viên Park Hang-seo và Shin Tae-yong cùng tiến vào trận bán kết AFF Cup. Tác giả nhấn mạnh, cả hai huấn luyện viên người Hàn Quốc đều thành công khi giúp đội bóng lọt vào vòng bán kết AFF Cup 2020. Mặc dù cùng chung mục đích giúp đội nhà vô địch nhưng động lực của hai người khác nhau. Trong khi huấn luyện viên Shin Tae-yong đang rất muốn làm nên lịch sử khi giúp đội tuyển Indonesia lần đầu tiên vô địch AFF Cup thì huấn luyện viên Park Hang-seo lại muốn bảo vệ thành công chức vô địch giải đấu. Nếu như ở vòng bán kết, Indonesia gặp chủ nhà Singapore thì Việt Nam sẽ phải đối diện với đối thủ nặng ký là Thái Lan. Đây là đội bóng giành nhiều chức vô địch AFF Cup nhất trong lịch sử với 5 lần. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo đang tràn đầy quyết tâm hướng tới chức vô địch lần thứ 3 trong lịch sử. Về phía tuyển Việt Nam, chúng ta sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Đình Trọng vì chấn thương, trong khi đối thủ có được đội hình mạnh nhất với nhiều ngôi sao trong đội hình. Lãnh đạo bóng đá Thái Lan tuyên bố sẽ thưởng hơn 20 tỷ đồng cho đội nhà nếu Chanathip và các đồng đội giành ngôi vô địch ở giải đấu năm nay. Với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, họ sẽ nhận về số tiền thưởng khổng lồ nếu bảo vệ thành công ngôi vô địch giải đấu. Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19:30 ngày 23 tháng 10/2 và trận lượt về sẽ diễn ra vào lúc 19:30 ngày 26 tháng 12. Theo thông báo trước đó, AFF vẫn sẽ giữ nguyên mức thưởng 300.000 USD, khoảng gần 7 tỷ đồng dành cho đội vô địch. Trong khi đó, số tiền thưởng dành cho đội Á quân là 100.000 USD tương đương với 2,2 tỷ đồng. Hai đội đồng hạng ba nhận 50.000 USD tương đương với 1,1 tỷ đồng. Báo Indonesia hả hê khi Singapore mất quân chủ lực. Nếu như phía Singapore đang lo lắng thì báo chí Indonesia lại tỏ rõ sự vui mừng khi biết đối thủ mất hai trụ cột ở bán kết do chấn thương. Chưa kể, Indonesia còn như hổ mọc thêm cánh sau khi ngôi sao tấn công Easy trở lại. Hiểu rõ được tầm quan trọng của hai trụ cột vừa rời AFF Cup nên người hâm mộ Singapore tỏ ra rất lo lắng. Huấn luyện viên Tatsuma Yoshida cũng buồn phiền. Ông khẳng định lấy làm tiếc về chấn thương mà Shakir Hamza gặp phải trong trận thua Thái Lan 0-2. Bởi theo nhà cầm quân người Nhật Bản, Shakir là hậu vệ quan trọng bậc nhất của Singapore AFF Cup 2020. Thật khó để chứng kiến Shakir rời sân trên cắn. Thật tiếc khi anh ấy sẽ không thể thi đấu ở giải đấu này nữa, ông nói. Cùng cảm giác tiếc nuối như ông thầy là Shakir Hamza. Anh chia sẻ sau khi biết thông tin, tôi rất thất vọng khi gặp phải chấn thương và không thể giúp đội nhà ở vòng loại trực tiếp. Trên thực tế, tôi thực sự mong muốn được chơi tại vòng knockout. Tôi sẽ tiếp tục cổ vũ cho đội nhà trong thời gian tập trung hồi phục. Tôi cũng rất biết ơn sự ủng hộ và sẽ cố gắng hết sức để trở lại một cách mạnh mẽ hơn. Nỗi buồn của người này là niềm vui của kẻ khác. Báo chí Indonesia thì tỏ ra rất hưng phấn với thông tin này bởi họ hiểu tầm quan trọng của Shakir trong hệ thống phòng ngự vốn không mấy chắc chắn của Singapore. Trang Indosport phân tích, ngoài Shakir, Singapore còn vắng Gabriel Wack. Rõ ràng, họ đang phải trả một cái giá rất đắt cho việc lọt vào bán kết AFF Cup sau 4 trận đấu đầy nỗ lực ở vòng bảng. Mất hai trụ cột này là điều không may mắn với những chú sư tử, bởi đây mới là trận bán kết đầu tiên của họ kể từ 9 năm. Và sự vắng mặt của hai ngôi sao trụ cột bên phía Singapore cũng là món quà đặc biệt dành cho đội tuyển Indonesia trước lần gặp lại ở bán kết AFF Cup 2020. Còn trang Inila Koran nhận định, Shakir Hamza chỉ bị chấn thương ở mắt cá chân, nhưng vấn đề là đầu gối của anh ấy cũng có vấn đề, thêm một lợi thế cho Indonesia. Nên nhớ, Singapore đã mất một cầu thủ nữa là tiền đạo Gabriel Wack. Anh ấy quyết định làm theo lời khuyên của đội ngũ y tế và tiến hành phẫu thuật để dứt điểm vấn đề chấn thương. Anh ấy có thể gắng gượng giữa AFF Cup nhưng cuối cùng, phương án an toàn đã được đưa ra.
Đây là một tin tốt lành cho Indonesia. Thái Lan và Việt Nam, thêm một cuộc gặp gỡ định mệnh. Mỗi khi đội tuyển Thái Lan gặp đội tuyển Việt Nam là nền bóng đá Đông Nam Á lại dậy sóng. Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC, từng xếp trận Thái Lan, Việt Nam vào hàng kinh điển của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu. Lịch sử đối đầu cùng sự vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam những năm gần đây khiến trận siêu kinh điển của Đông Nam Á giữa Thái Lan và Việt Nam đã được nâng tầm thành kinh điển châu Á tại vòng loại World Cup lần này. Ở lần chạm trán gần nhất tại King S Cup 2019, Việt Nam đã đánh bại Thái Lan 1-0 ngay trên sân nhà. Tại vòng loại World Cup 2022, hai đội đã hòa nhau 0-0 cả lượt đi và về. Thái Lan mạnh là sự thật. Lịch sử AFF Cup từ năm 1996 đến nay đều luôn đánh giá Thái Lan là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Nhưng không phải họ lên ngôi ở tất cả các lần tổ chức. Đội bóng xứ Chùa Vàng chỉ mới ấm 5 cúp vàng trong tổng số 12 lần tổ chức, còn lại thuộc về Singapore 4, Việt Nam 2 và Malaysia 1. Ở giải đấu lần này, đoàn quân của ông Mano Polking đã thể hiện sức mạnh hủy diệt bằng 4 trận toàn thắng ở vòng bảng. Với lực lượng tập hợp gần như mạnh nhất gồm cả những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài như Kirathong, Chanachip, Thái Lan càng được đánh giá cao. Đây là một trận đấu lớn, chúng ta biết rằng cả hai đội đều hướng đến chức vô địch. Việt Nam là đội bóng mạnh và họ đã góp mặt ở nhóm 12 đội mạnh nhất của vòng loại World Cup 2022. Họ đã thi đấu cùng nhau trong thời gian dài, đây sẽ là trận đấu không dễ dàng. Chúng tôi đã từng nói khi bắt đầu giải đấu rằng mục tiêu của chúng tôi là vô địch. Muốn vô địch là phải thắng mọi đối thủ, huấn luyện viên HLV Polking bày tỏ. Trong khi đó, huấn luyện viên Park Hang-seo rất thận trọng với ông muốn đi tới trận đấu cuối cùng để bảo vệ thành công chức vô địch phải chiến thắng mọi đối thủ. Chúng tôi đã vào bán kết với vị trí nhì bảng nên sẽ gặp Thái Lan đứng đầu bảng A, nhưng gặp đội nào cũng vậy thôi. Tuy nhiên, Thái Lan là một đội bóng mạnh và gặp họ sẽ rất hấp dẫn lẫn quyết liệt. Khi người thầy thận trọng thì các học trò của ông rất mạnh mẽ, tự tin khi gặp Thái Lan ở bán kết. Chúng ta đã thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 thì có gì phải e ngại Thái Lan. Tuyển thủ Quang Hải tin tưởng vào bán kết gặp Thái Lan hay Singapore đều như nhau, điều đó thật sự không quá quan trọng và chúng ta đều phải cố gắng giành chiến thắng trước họ. Tiến Linh, cầu thủ ghi hai bàn thắng trong trận gặp Campuchia đã cho biết, tôi rất vui khi đã ghi bàn trở lại và toàn đội đã hoàn thành mục tiêu là lọt vào bán kết. Việc gặp Thái Lan ở bán kết sẽ khiến cuộc đối đầu này thêm phần hấp dẫn bởi Thái Lan là một đội bóng rất mạnh. Sau tất cả những ý kiến thì cuộc đấu trên sân tới đây sẽ là minh chứng rõ nhất cho tài cầm quân của hai chiến lược gia Park Hang-seo và Polking. Nhận diện tứ đại anh hào Đông Nam Á. Sau lượt trận cuối cùng vòng bảng cuối tuần qua, AFF Cup 2020 đã xác định được 4 đội bóng vào bán kết, đó là Thái Lan, Singapore ở bảng A và Indonesia, Việt Nam ở bảng B. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ gặp lại kình địch Thái Lan ở trận bán kết vào ngày 23 tháng 12 tới, trong khi Indonesia gặp chủ nhà Singapore vào ngày 22 tháng 12. Ở trận đấu cuối cùng bảng B vào tối ngày 19 tháng 12, tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng đậm 4-0 trước Campuchia, qua đó bất bại sau 4 lượt trận, ghi 9 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào. Kết quả này giúp các nhà đương kim vô địch vào bán kết với tư cách nhì bảng B. Nhiều người nuối tiếc vì các cầu thủ Việt Nam không thể chiếm ngôi đầu bảng của Indonesia để có thể tránh Thái Lan ở bán kết. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng cái chính là tuyển Việt Nam đã vào bán kết và vào đến giai đoạn này thì gặp Thái Lan hay đội nào cũng như nhau. Các cầu thủ sẽ phải nỗ lực hết sức mình để giành kết quả tốt nhất. Theo huấn luyện viên người Hàn Quốc, vấn đề đáng ngại đối với Việt Nam lúc này không phải là gặp đối thủ nào mà là chế độ dinh dưỡng. Ông nói, điều cần nói lúc này là chuyện ăn uống. Chúng tôi phải ăn cơm trong những khay đựng sẵn. Dinh dưỡng là vấn đề ở giải này. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã cố gắng hỗ trợ nhưng chưa đủ. Có thể nhận thấy sự mệt mỏi của các cầu thủ Việt Nam sau trận thắng Campuchia. Trong một trận đấu không mất quá nhiều sức lực, nhưng khi kết thúc trận sắc diện các cầu thủ nhợt nhạt và uể oải, kể cả những cầu thủ mới vào sân ở hiệp 2. Đây thật sự là điều đáng lo trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch của tuyển Việt Nam và gặp đối thủ mạnh như Thái Lan. Kể từ khi dẫn dắt tuyển Việt Nam năm 2017, huấn luyện viên Park Hang-seo chưa từng thua trong những lần đụng độ Thái Lan. Tuy nhiên, ông cùng các học trò cũng chưa từng thắng ở cấp độ đội tuyển quốc gia tại một giải đấu chính thức. Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam hòa Thái Lan trong cả hai lượt đi và về. Với thành tích toàn thắng ở vòng bảng, Thái Lan vào bán kết hết sức thuyết phục. Trong trận đấu cuối cùng gặp đội chủ nhà Singapore có ý nghĩa phân tranh ngôi nhất bảng, Thái Lan vẫn chơi cả ung dung với đội hình có nhiều cầu thủ dự bị. Thái Lan cho thấy chất lượng cầu thủ dày dặn và đồng đều, sẵn sàng thách thức mọi đối thủ. Lối chơi bóng ngắn, nhanh và tấn công đa dạng của Thái Lan sẽ khiến đối thủ rất khó lường. Hàng phòng ngự của Văn Chiến cũng rất chắc chắn với cặp trung vệ Elias Trula, Awe Tantachimi cao to, lực lưỡng, không dễ bị đánh bại. Sau 4 trận vòng bảng, Thái Lan ghi 10 bàn thắng và chỉ lọt lưới 1 bàn. Thái Lan thực sự là đối thủ đáng ngại với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Bất ngờ ghi 4 bàn thắng vào lưới của Malaysia sau khi bị dẫn trước, Indonesia đã vào bán kết với tư cách nhất bảng B.
dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Shin Tae-yong. Indonesia đã có sự tiến bộ vượt bậc kể từ sau vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm và nhiều tài năng trẻ đang chắp cánh bay cao cho đội bóng xứ vạn đảo. Tuy nhiên, gặp chủ nhà Singapore ở bán kết sẽ là thách thức không nhỏ cho thầy trò huấn luyện viên Shin, bởi đội bóng sư tử biển cũng đang rất khát khao ngôi vô địch với lứa cầu thủ tài năng đang vào độ chín như Ihsan Fendi, Faris Famli và những cầu thủ kỳ cựu như Haris Harun, Bahanudin, Ern Fendi. Lối chơi của Singapore vẫn đơn giản tạt cánh đánh đầu, nhưng sẽ vô cùng hiệu quả và có thể là khắc tinh của Indonesia. Báo Trung Quốc, Việt Nam dẫn nhịn hơn Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020. Tờ Suhu, Trung Quốc nhận định đương kim vô địch Việt Nam vẫn mạnh hơn so với Thái Lan AFF Cup 2020. Việt Nam hiện tại dẫn nhịn hơn Thái Lan khi họ gặp nhau ở bán kết. Tờ Suhu nhận định, nhà đương kim vô địch vẫn cho thấy ở khả năng phòng ngự khi chưa để thủng lưới bàn nào tại AFF Cup 2020. Việt Nam vào bán kết với tư cách nhì bảng B do kém Indonesia về số bàn thắng ghi được. Còn Thái Lan dẫn đầu bảng A sau khi đã bại chủ nhà Singapore 2-0 ở lượt cuối. Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chưa để thủng lưới bàn nào khi thắng Lào 2-0 ở trận ra quân, tiếp đến thắng Malaysia 3-0, trước khi hòa Indonesia 0-0, rồi vào bán kết sau khi thắng Campuchia 4-0. Khi đối đầu Thái Lan ở bán kết, thầy trò Park Hang-seo cũng sẽ thi đấu với sự chắc chắn như dòng bảng. Tờ báo của Trung Quốc tiếp tục, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lần thứ 3 đăng quang AFF Cup. Tờ Suhu cho rằng, nếu bảo vệ thành công ngôi vô địch sẽ là cú hích tinh thần cực lớn cho tuyển Việt Nam trước thềm cuộc thi đấu Trung Quốc ở vòng loại cuối cùng của Cup 2020, khu vực châu Á, vào ngày 1 tháng 2 năm 2022. Trang 163 cũng đánh giá Việt Nam và Thái Lan mạnh hơn so với phần còn lại của bóng đá trong khu vực Đông Nam Á. Không ai có thể phủ nhận Việt Nam và Thái Lan mạnh hơn hẳn phần còn lại ở Đông Nam Á. Trang 163 nhấn mạnh, họ đều đang có bước phát triển nhờ chính sách đào tạo cầu thủ trẻ. Chiến thắng 5-1 của Thái Lan trước Trung Quốc từng khiến huấn luyện viên Camacho bị sa thải. Còn Việt Nam đáng gờm khi đã vào tới vòng loại cuối cùng của Cup 2022 khu vực châu Á. Trận bán kết lượt đi giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào 19h30 phút ngày 23 tháng 12, lượt về sau đó 3 ngày. Vòng bán kết AFF Cup 2020 không áp dụng luật bàn thắng sân nhà, sân khách. Nếu hòa nhau sau 2 trận thì sẽ đá tiếp hiệp phụ và loạt luân lưu. Việt Nam và Thái Lan đã 4 lần chạm trán nhau tại bán kết AFF Cup, trong đó chỉ một lần chúng ta vào chung kết là năm 2018 trên sân Hàng Đẩy. Trái lại, Thái Lan vào chung kết các năm 1996, 2002 và 2007, trong đó họ vô địch năm 2002 và 2007.